chỉ bốn huyệt này, hội chứng rối loạn tiền đình không còn là nỗi đáng sợ của người già nữa. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại các cô bác trên kênh sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý cô bác cách chữa hội chứng rối loạn tiền đình bằng phương pháp bấm huyệt trong y học cổ truyền mà chúng ta không phải dùng đến thuốc, sẽ không làm cho các cô bác thất vọng đâu. Phần cuối video có những lưu ý mà các cô bác phải tránh chúng ta có thể lấy giấy bút ghi vào các bác nhé. Rối loạn tiền đình gây ra tình trạng các cô bác mất thăng bằng, có thể nguy hiểm nếu cơn chóng mặt gây té ngã. Tình trạng này có thể xảy ra theo từng đợt và cách điều trị chủ yếu là dùng thuốc. Tuy nhiên, việc dùng thuốc kéo dài có thể làm cho các cô bác gặp phải một số tác dụng phụ nhất định. Trong khi đó, bấm huyệt chữa rối loạn tiền đình lại mang đến một số lợi ích đáng kể. Vì vậy, nếu cô bác biết cách bấm huyệt tại nhà, những cơn chóng mặt không còn là một điều hoảng sợ khi xảy ra. Thứ nhất, tác động vào huyệt ngoại quan. Theo y học cổ truyền trên cơ thể con người, huyệt ngoại quan là huyệt vị quan trọng nằm trong hệ thống 108 đại huyệt. Huyệt có sự kết nối với nhiều đường kinh mạch khác trên cơ thể. Chính vì thế nó mang đến hiệu quả điều trị bệnh vô cùng đa dạng. Giống như các huyệt vị khác, để điều trị bệnh an toàn và huyệt quả chúng ta cần xác định đúng vị trí của huyệt. Cụ thể huyệt ngoại quan nằm ở mặt lưng của cẳng tay, cách chỗ uốn cong của cổ tay khoảng 3 ngón tay. Để kích hoạt huyệt ngoại quan, kẹp nhẹ cẳng tay tại vị trí này với ngón tay cái và ngón tay giữa của bàn tay đối bên. Kích thước vào huyệt ngoại quan không chỉ giúp giảm chóng mặt đô rối loạn tiền đình, mà còn giúp giảm đau đầu, giảm đau tai và hơn thế nữa. Đây cũng là một trong những huyệt chữa lãng tài. Ngoài ra, huyệt này còn hỗ trợ giúp quý cô bác chữa đau xương, sưng đau. Thứ hai, tác động vào huyệt túc lâm khấp. Y học cổ truyền phương Đông cho rằng, tất cả các huyệt đạo trên cơ thể con người đều có sự tương thông với nhau. Việc phối huyệt đúng cách sẽ giúp nâng cao khả năng điều trị bệnh. Huyệt túc lâm khớp nằm ở chỗ lõm phía trước khớp xương bàn, ngón chân thứ tư đến năm. Đây là một chỗ lõm ở cổ chân. Xoa ấn huyệt này không chỉ giúp giảm bớt các triệu chứng chóng mặt mà đây là một trong những cách bấm huyệt chữa đau mắt cá chân, còn giúp giảm đau mắt đỏ, đau nửa đầu và đau chân nói chung. Nhờ công dụng hành khí nên túc lâm khớp có khả năng trị các chứng liên quan đến tuyến vú như ít sữa hoặc bệnh rối loạn kinh nguyệt. Thứ ba, tác động vào huyệt bách hội. Huyệt bách hội có vai trò rất quan trọng trong cơ thể, là nơi hội tụ các đường kinh dương, kinh can và mạch đốc. Huyệt bách hội có vị trí nằm ở đỉnh đầu, giao giữa đường chạy dọc cơ thể và đường nối hai đỉnh vành tai với đường chính cung và là một trong những điểm gây áp lực chính cho chứng đau đầu do căng thẳng. Huyệt bách hội rất quan trọng, tác động đến dương khí của cơ thể. Để đạt hiệu quả cao nhất, cô bác cần nằm trên giường, thư giãn tinh thần luôn tập trung vào hành động dây bấm huyệt xác định đúng vị trí của huyệt bách hội lưu ý tư thế bấm huyệt rất quan trọng quyết định đến hiệu quả điều trị nên người bệnh cần tuân thủ do đó khi dây ấn huyệt bách hội sẽ có thể giúp giảm chóng mặt đau đầu hoa mắt và tăng huyết áp tăng cường tuần hoàn máu và trí nhớ hỗ trợ cải thiện tinh thần từ đó giúp ngủ ngon hơn thứ tư tác động vào huyệt phong trì nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng xoa bóp Bấm huyệt phong trì đem lại hiệu quả cao trong điều trị bệnh rối loạn tiền đình. Huyệt phong trì được biết là mang lại cảm giác cân bằng, hỗ trợ tốt cho việc giảm chóng mặt. Vị trí của huyệt phong trì nằm trên cổ, ngay sau giái tai trong chỗ lõm ở gốc tai. Sau khi đã xác định được vị trí huyệt phong trì, các cô bác thực hiện các bước bấm huyệt để giúp cải thiện tình trạng đau nửa đầu, vai gáy, rối loạn tiền đình và các bệnh lý liên quan như sau. Trước khi bấm huyệt, cô bác cần lựa chọn cho mình tư thế thoải mái nhất. Sau đó thả lòng cơ thể và tập trung tinh thần vào quá trình thực hiện để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các cô bác hãy bấm nhẹ nhàng vào huyệt sau khi đã xác định được vị trí. Động tác thực hiện không nên quá nhanh và cũng không quá chậm mà cần dùng đều sức. Dây đều huyệt theo chiều kim đồng hồ trong thời gian từ 2 đến 3 phút để tạo cảm giác căng tức tại chỗ. Cảm giác căng tức có thể lan ngược lên nửa sau đầu hoặc lan sang vùng cổ. Trong y học cổ truyền, huyệt phong chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống huyệt đạo của con người huyệt đạo này được các bác sĩ sử dụng bấm huyệt, xoa bóp với công dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau nửa đầu kinh niên, suy giảm thị lực, thoái hóa cột sống và ủ tai. Đối với người bị rối loạn tiền đình, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý là ưu tiên số một nhằm giảm thiểu tình trạng cholesterol trong máu cao. Cụ thể, cô bác cần hạn chế ăn một số thực phẩm có hàm lượng chất béo cao như các loại thịt đỏ, mỡ động vật, các thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, hoặc các sản phẩm rán như khoai tây chiên. Ngoài ra, các loại đồ uống có cồn như rượu, bia cũng nên hạn chế vì chúng gây tác động lên hệ thần kinh và là nguyên nhân trực tiếp gây ra các cơn đau đầu của cô bác đấy. Thay vào đó, các cô bác nên nạp đủ nước cho cơ thể và ưu tiên các loại nước lọc. Nước ép trái cây tốt cho cơ thể. Cô bác nên nhớ rằng không nên kiêng quá đà và đột ngột cắt giảm các loại thực phẩm giàu chất béo ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Điều này sẽ dễ khiến cơ thể bị mệt mỏi, thiếu năng lượng. Trường hợp kiêng quá có thể dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng, do vậy cô bác nên điều chỉnh thực đơn hàng ngày để cơ thể làm quen dần với sự thay đổi nhé. Rối loạn tiền đình nếu không điều trị kịp thời còn dẫn tới một số biến chứng nguy hiểm như chấn thương, thậm chí đột quỵ do thiếu máu lưu thông lên não. Bởi vậy, song song với việc điều trị dứt điểm thì dự phòng nguy cơ tái phát là vô cùng quan trọng, nhất là thăm khám sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất giúp cô bác chủ động phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của tiền đình có thể xảy ra và một số bệnh lý nền nguy hiểm khác như mỡ máu cao, tăng huyết áp, huyết áp thấp, từ đó sẽ theo dõi được tiến triển của bệnh và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp. Nếu quý cô bác anh chị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ekip chúng tôi thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé xin kính chào và hẹn lại các cô bác anh chị trong các video tiếp theo